tuyến phòng thủ của Ukraine tan vỡ trên cả ba hướng ở ADK. Động thái bất thường của Nga ở điểm nóng ADK, Ukraine chuẩn bị cho tình huống xấu. Hạ viện Mỹ chọn Israel phớt lờ Ukraine. Khoảnh khắc lính Hamas từ đường hầm tập kích xe tăng Israel. Triều Tiên nêu lý do đóng cửa loạt sứ quán. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo quanh Ripa, Nga có bước tiến lớn, siết chặt vòng vây quanh Adiivka, Cao vị trí Ukraine ở ngoại vi thành phố tan vỡ trên cả ba hướng Bắc, Đông và Nam các đơn vị Nga tiếp tục tấn công vào các công sự của đối phương xung quanh Avdiivka. Cùng với đó, họ đang nỗ lực tiêu diệt lực lượng Kiev rút từ các khu vực khác tới tăng viện cho thành phố. Ở sườn phía Bắc, Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công hiệu quả dọc theo tuyến đường sắt phía tây bắc Krasnogorovka. Nhờ đó, họ đã giành chỗ đứng gần tuyến đường sắt. Ngoài ra, các quân nhân Nga đã tìm cách vượt qua hàng phòng ngự đối phương ở phía nam Vesioloi ở phía đông nga đã săn bằng chiến tuyến dọc đường cao tốc ở khu vực phía nam kamenka ở xuân phía nam các đơn vị nga đang tiến tới khu vực lân cận khu vực kiên cố tại tersaskaya okhota các đơn vị ukraine ở đây đã bị bao vây trong nhiều ngày và hoàn toàn bị cắt nguồn cung cấp tương tự lực lượng xung kích của quân đội nga đã giành trận địa cũ của đơn vị phòng không ukraine tạo thành hình bán nguyệt trong 24 giờ qua, Nga đã có những bước phát triển tốt nhất trên hướng Severnoy, nơi mà nhờ một cuộc tấn công hiệu quả. Họ đã tiến được đáng kể đến cả tiểu khu Kimik và Severnoy, còn một km nữa là đến làng. Đồng thời, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các đơn vị tổng hợp của nhiều lũ đoàn đã cố gắng phản công từ Povomarskoy và từ phía tây nam Adivka, nhưng quân nhân Nga đã giành chỗ đứng Do nhiệm vụ chính của Nga tại khu vực Adivka trong tuần này là củng cố và mở rộng các vị trí thuận lợi đã kiểm soát trước đó, bước tiến đáng kể gần đây từ cả hai bên sườn cho thấy giải pháp thành công và sự quay trở lại của hoạt động tấn công tích cực. Bất chấp những nỗ lực của Ukraine nhằm giáng những đòn chí mạng từ Novo Kalinovo, Petrovskoy và Povomaskoy cũng như quân tiếp viện thường xuyên, quân đội Nga đang dần siết chặt gọng kìm xung quanh Adivka nơi ngày càng trở nên khó phòng thủ. Trang Avia Pro dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 11 đưa tin, các đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ Quân khu miền Trung của nước này đã sử dụng súng cối triệt âm gan trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các binh sĩ của đơn vị đặc nhiệm thuộc quân khu miền Trung đã sử dụng súng cối gô kết hợp với các tổ súng máy để bắn tỉa và chuẩn bị sẵn sàng các địa điểm cất cánh cho nhiều loại máy bay không người lái, trong khi tránh gây sự chú ý đối với Ukraine. Việc điều chỉnh hỏa lực và đánh giá thiệt hại của đối phương do máy bay không người lái đảm nhiệm. Một binh sĩ có biệt danh Nakonka cho biết, súng cối gôn đã chứng minh hiệu quả trong nhiều cuộc giao tranh và hoạt động tấn công của Nga đang gây nhiều thiệt hại cho Ukraine. Súng cối triệt âm gôn được thiết kế dành riêng cho các đơn vị của lực lượng đặc nhiệm sử dụng để tiêu diệt nhân lực đối phương được trang bị áo giáp hay đang ở trong công sự. ưu điểm chính của vũ khí này là trọng lượng nhẹ, tính cơ động cao, cho phép người sử dụng nhanh chóng thay đổi vị trí. Go có tầm bắn hơn 1.000m, tốc độ bắn 15 phát một phút. Ngoài ra, súng cối Go có kết cấu khá đơn giản, gồm một ống phóng, hai chân đế và thiết bị ngắm bắn. Súng nặng khoảng 13kg, đầu đạn nặng 1,9kg chứa thuốc nổ mạnh và nhiều viên bi thép để tăng cường khả năng sát thương với sơ tốc đạt 122 m trên giây. Một broker quân sự người Nga có liên hệ với Điện Kremlin tuyên bố rằng các lực lượng Nga gần Adiivka đang làm chậm đáng kể tốc độ tấn công mặt đất từ phía Bắc và phía Nam Adiivka để tập trung vào các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các vị trí tiền phương của Ukraine và gần các khu vực hậu phương của họ. Lực lượng Nga có thể đang tiến hành chiến dịch phong tỏa lực lượng Ukraine ở vùng lân cận Adiivka, nhưng hỏa lực dày đặc này rất có thể là sự chuẩn bị của không quân và pháo binh trên chiến trường trước làn sóng tấn công mới của Nga. Các blogger quân sự khác của Nga cũng mô tả những hành động này là hỗ trợ chuẩn bị, có lẽ cho các cuộc tấn công tiếp theo. Có lẽ quân đội Nga đang chuẩn bị chuyển sang tấn công tiền tuyến do bộ binh chỉ huy sau các đợt pháo kích hàng nặng để bù đắp cho những tổn thất đáng kể về trang thiết bị ở Adipka trong tháng 10. Dự án định vị địa lý của GEOCONFIRM đã sử dụng các hình ảnh vệ tinh có sẵn để xác nhận rằng lực lượng Nga đã mất khoa khư hỏng 197 phương tiện kể từ ngày 9 tháng 10. Dự án nêu bật rằng Nga có thể đã mất 99 phương tiện trong đợt tấn công đầu tiên từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10 và 94 chiếc trong đợt tấn công thứ hai từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 10. Ngoài ra, có 4 xe được xác nhận và 18 xe có khả năng bị mất trong khoảng thời gian từ 24 đến 31 tháng 10. Joe Confirm mô tả các hoạt động của Nga gần Adivka là tốn kém nhất trong cuộc chiến với Ukraine. Ông Alexei Polichuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, những nỗ lực của Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là điều rõ ràng. Ông Polichuk cho biết, Nỗ lực đó diễn ra ngay trước chuyến thăm của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi tới nhà máy vào ngày 1 tháng 9 năm 2022. Ông còn cảnh báo, Ukraine không tuân thủ 7 nguyên tắc do Tổng Giám đốc IAEA Grossi đưa ra nhằm đảm bảo an toàn vật lý và hạt nhân trong một cuộc xung đột vũ trang, cũng như năm khuyến nghị để đảm bảo an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chúng tôi lên án những hành động như vậy của Kiev, và kêu gọi các nước phương Tây đừng nhắm mắt làm ngơ trước những trò chơi nguy hiểm của họ, một trò đùa với lửa, lửa hạt nhân. Theo ông Polichuk, mọi nỗ lực nhằm kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị lực lượng vũ trang Nga đẩy lùi một cách hiệu quả. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel trong cuộc chiến với Hamas. Tuy nhiên, Thượng viện có kế hoạch soạn thảo một dự luật riêng, phải bao gồm thêm cả các gói hỗ trợ cho Ukraine và giải Gaza. Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ quân sự trị giá 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel và không cung cấp thêm ngân sách cho Ukraine. Gói ngân sách trên được thông qua với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Đây là một tỷ lệ hiếm hoi đối với gói ngân sách hỗ trợ Israel, vốn thường nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong lưỡng đảng ngoài trừ một số nghị sĩ đảng dân chủ các nghị sĩ còn lại trong đảng này đều phản đối dự luật được tân chủ tịch hạ viện mike johnson đề xuất bởi điều đó sẽ phá hủy kế hoạch của tổng thống biden nhằm thúc đẩy việc thu thuế của sở thuế vụ mỹ điều này sẽ tạo ra một cuộc tranh cãi trong thượng viện nơi các thành viên lưỡng đảng ủng hộ một dự luật bao gồm các khoản hỗ trợ cho israel ukraine và đài loan trung quốc Tổng thống Biden đã đề nghị một gói ngân sách như vậy trị giá 105 tỷ đô la Mỹ và các quan chức Nhà Trắng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã phủ quyết dự luật của Hạ viện bởi nó hạn chế ngân sách cho Israel và mang tính đảng phái. Đảng Cộng hòa đang tăng cường gây sức ép bằng mọi giá, cho rằng Hạ viện phải thông qua gói hỗ trợ cho Israel mà không được trì hoãn bởi đây là một cách hành xử có trách nhiệm về mặt tài chính. Liên quan tới cuộc xung đột Israel ở giải Gaza, Hamas công bố video các tay súng chui ra từ đường hầm để áp sát cài thiết bị nổ và tấn công xe tăng Merkava hiện đại của Israel ở Gaza. Theo như những gì ghi lại từ đoạn video, lính Hamas đã từ đường hầm bí mật xuất hiện, bám sát một chiếc xe tăng đang chạy gần, sau đó đặt bom để tập kích chiếc xe tăng. Được biết, quân đội Israel đang tiến vào thành phố Gaza theo ba hướng chính, từ phía đông bắc, từ phía tây bắc dọc theo bờ biển địa trung hải và từ phía nam sau khi đến đường cao tốc bắc nam chính của vùng lãnh thổ palestine này số lượng thương vong của cả hai bên dự kiến sẽ tăng lên khi quân đội israel tiến về phía các khu dân cư đông đúc của thành phố gaza Nội các an ninh Israel tuyên bố vào cuối ngày 2 tháng 11, Israel quyết định cắt mọi liên lạc với Gaza, đồng thời tuyên bố phong tỏa hoàn toàn thành phố bên trong giải đất này. Tuyên bố cho biết, những công nhân từ Gaza đã ở Israel vào ngày chiến tranh bùng nổ sẽ được đưa trở lại Gaza. Song không nếu gió, có bao nhiêu người sẽ được đưa trở lại. Theo Kogat, Cơ quan Quốc phòng Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự của Palestine trước khi xung đột israel hamas leo thang. Israel đã cấp giấy phép lao động cho khoảng 18.500 người ở Gaza. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari hôm 2 tháng 11 tuyên bố Quân đội Israel đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza, tâm điểm của lực lượng Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv không chấp nhận lệnh ngừng bắn bởi điều đó có nghĩa là đầu hàng Hamas. Mục tiêu cuối cùng của Israel là phá hủy năng lực quân sự, phá hủy quyền lực của Hamas ở Gaza. Theo người phát ngôn IDF, Hamas vẫn sở hữu tiềm lực tên lửa lớn và kho vũ khí phong phú. Trong khi đó, ông Gazi Hamad, thành viên thuộc Văn phòng Chính trị của Hamad, ca ngợi cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và nói rằng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho tới khi Israel bị hủy diệt. Nhà Trắng mới đây đã kêu gọi ngừng bắn cục bộ tạm thời tại giải Gaza để cho phép dân thường sơ tán và viện trợ nhân đạo tới khu vực, không ủng hộ ngừng giao tranh hoàn toàn. Trong buổi vận động tranh cử ngày 1 tháng 11, một người tham dự hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi ngừng bắn tại giải Gaza. Ông Biden trả lời, tôi nghĩ chúng ta cần tạm dừng giao tranh. Tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby giải thích hoạt động tạm dừng bắn nhân đạo mang tính tạm thời, cục bộ và tập trung vào một hoặc nhiều mục tiêu cụ thể như đưa viện trợ vào và sơ tán thường dân ra ngoài. Ông Kirby cho biết, ý tưởng cơ bản là chấm dứt thù địch trong khu vực địa lý nhất định và khoảng thời gian giới hạn đủ để cho phép làm bất cứ điều gì mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện. Chúng tôi không ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện vào thời điểm này. Lệnh ngừng bắn toàn diện sẽ có lợi cho Hamas khi mang đến cho họ không gian lẫn thời gian để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào người dân Israel. Chiến sự Israel-Hamas sẽ bước sang tháng thứ hai. Sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày mùng 7 tháng 10, Israel oanh tạc và pháo kích giải Gaza đồng thời triển khai xe tăng cùng binh sĩ tấn công khu vực. Trong thông báo đăng trên trang web hôm 3 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, nước này tuyên bố việc đóng cửa một số cơ quan ngoại giao nhằm sắp xếp lại năng lực ngoại giao của nước này một cách hiệu quả. Người phát ngôn phát biểu, chúng tôi đang thực hiện việc ngừng hoạt động, đồng thời thành lập các phái đoàn ngoại giao phù hợp với sự thay đổi của môi trường toàn cầu và chính sách đối ngoại quốc gia. Người phát ngôn không nêu rõ kế hoạch của Bộ Ngoại giao Triều Tiên sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia nào, song khẳng định đồng thế này là một phần trong hoạt động bình thường của một quốc gia có chủ quyền nhằm sắp xếp lại và quản lý năng lực ngoại giao vì lễ quốc gia. Trước đó, Triều Tiên đã thông báo về việc đóng cửa các đại sứ quán ở Angola, Tây Ban Nha và Uganda. Trong khi Trung Quốc xác nhận quyết định rút cơ sở ngoại giao của bình nhưỡng ở Hồng Kông, Bộ thống nhất Hàn Quốc, cơ quan giải quyết các vấn đề liên triều cho biết việc đóng cửa các đại sứ quán dường như là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Triều Tiên khi đang gặp khó khăn. Trong bối cảnh, Bình Nhưỡng đang phải hứng chịu các lệnh trừng phạt toàn cầu đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa. Ngày 2 tháng 11, hai con trai của cựu Tổng thống Donald Trump đã ra tòa cho lời khai trong vụ kiện tại bang New York chống lại công ty kinh doanh bất động sản của gia đình, cũng như các cáo buộc sai phạm trong báo cáo tài chính. Hai nhân vật trên là những thành viên đầu tiên trong gia đình ông Trump ra tòa trong vụ xử tập đoàn Trump Organization bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản lên hàng tỷ đô la Mỹ để được hưởng lợi trong các khoản vay ngân hàng cùng các điều khoản bảo hiểm. Hai con trai này của ông Trump đều là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, quản lý nhiều tòa chung cư, tòa tháp văn phòng, khách sạn hạng sang và sân gốc trên khắp thế giới. Tại tòa, ông Donald Trump Jr., 45 tuổi, nói rằng Ông đã tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các kế toán viên khi ký vào các báo cáo tài chính. Tương tự, em trai của ông là Eric Trump, 39 tuổi, cũng nói đã dựa vào các công ty kế toán để xác minh thông tin trong hồ sơ tài chính cung cấp cho người cho vay và những người khác. Theo kế hoạch, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ hầu tòa vào ngày 6 tháng 11. Con gái của ông là Ivanka Trump, người đã rời Trump Organization vào năm 2017 để đảm nhiệm vị trí cố vấn Nhà Trắng cho ông Trump, không phải là bị cáo trong vụ án, nhưng cũng được yêu cầu ra tòa làm chứng. Tuy nhiên, Ivanka Trump đã kháng nghị chát hầu tòa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại!